Thưa quý vị, lòng nhân ái, vị tha của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lẽ sống, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Quan điểm ấy là sự kết tinh từ những giá trị truyền thống của dân tộc với truyền thống lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, bởi dân tộc ta là một dân tộc giàu lòng bác ái. Học tập Bác là học ở chính những điều giản dị nhất và đôi khi trong cuộc sống. Lòng nhân ái xuất phát từ những suất ăn không đồng để cùng sẻ chia với những người còn khó khăn, thiếu thốn. Đều đặn vào thứ ba hàng tuần, các chị em trong chi hội phụ nữ số 1 Phường Hòa Thọ Tây đã cùng nhau tất bật nổi lửa để nấu hơn 50 suất ăn sáng không đồng dành tặng cho những cụ bán vé số, ve chai, người lao động khó khăn và cả những em học sinh hay công nhân lao động. Để có nguyên liệu tươi ngon, các chị phải chuẩn bị từ 4 giờ sáng để đi chợ rồi chế biến, vận chuyển xe thực phẩm và sắp xếp bàn ghế để kịp những suất ăn nóng hổi cho các cháu học sinh trước giờ đến lớp. Mỗi suất ăn trao đi được gói ghém bởi tình cảm, tâm huyết của rất nhiều chị em trong chi hội đã làm ấm lòng cả người cho và người nhận. Nam xa thóm gì đó, qua mùa dịch là thấy họ đã triển khai lộn cái này rồi, thấy rất là nhiệt tình. Qua cái mùa dịch này họ cũng rất là khó khăn, chị em ở đây giúp đỡ cho những người dân, những người cực khổ. Hiện nay suất ăn không đồng của chị em trong chi hội phụ nữ số 1 vẫn đang được tiếp tục duy trì 2-3 buổi một tuần. Và thực đơn được các chị cố gắng thay đổi liên tục nhằm đảm bảo đủ dinh dưỡng giúp mọi người được ngon miệng hơn. Con thấy các cô đây nấu đồ ăn rất ngon, con cùng các bạn đến đây ăn biết, con cảm ơn các cô. Vừa là vợ, là mẹ, vừa là những người giữ lửa cho công tác hội, nhưng các chị vẫn sắp xếp việc riêng để cùng nhau cống hiến và thổi lửa cho bếp ăn yêu thương không đồng suốt nhiều tháng qua. Nhờ những bếp ăn này mà những mảnh đời khốn khó, những người vô gia cư, những người lao động nghèo thêm ấm lòng, có thêm yêu thương và năng lượng tích cực để vượt qua những ngày khó khăn, vất vả của dịch bệnh. Chi hội quyết tâm đồng hỗ trợ nhà khó khăn, đỡ cho các anh chị bữa ăn sáng dù ít, nhưng mà đó là cái tấm lòng của các chị em, cũng mong muốn cấp trên quan tâm còn ngày là tiễn xe ra hơn nữa để giúp đỡ bà con nhân dân. Hạnh phúc là cho đi, đó là tâm niệm của tất cả các chị em trong chi hội phụ nữ số 1 Phường Hòa Thọ Tây. Còn lực là còn cống hiến. Hy vọng sẽ có thật nhiều những bữa ăn không đồng như thế này được nhân lên, lan tỏa và hiện thực hóa để cùng nhau chung tay chia sẻ phần nào những vất vả lo toan trong cuộc sống của những mảnh đời còn lắm khó khăn.